chào các bạn, tôi là Cao Mạch Trung, CEO của Học viện Mon. Thì hôm nay tôi xin phép chia sẻ với các bạn một chủ đề, đó là bán hàng online cần bao nhiêu vốn. Thì cái chủ đề hôm nay á, thì rất nhiều người đã liên hệ với tôi và hỏi bán hàng online thì cần bao nhiêu vốn, cho nên hôm nay tôi mới dành thời gian ra chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề này. Thì đầu tiên cái nội dung hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn là bốn nội dung. Thứ nhất đó là mặt hàng quyết định cái số vốn của mình. Thứ hai, bán hàng online cần bao nhiêu vốn trong năm 2017 này, và nguồn hàng kiếm ở đâu, và sau đó chúng tôi sẽ tổng kết lại kiến thức cho các bạn. Thì đầu tiên chúng ta quan tâm là cái mặt hàng quyết định số vốn. Ví dụ như các bạn kinh doanh về ngành thời trang, giống như tôi đang kinh doanh các bạn ngành thời trang này nè, thì hiện nay thì sản phẩm tôi đang kinh doanh nè, thì đối với ngành thời trang này thì như các bạn không có bỏ vốn nhiều, vì lý do hiện nay có một số shop bán hàng online á cho các bạn order, tức nghĩa là sao, các bạn lấy hình sản phẩm của shop các bạn đăng lên Facebook, các bạn bán hay là đăng lên website các bạn cũng được. Khi các bạn bán có khách hàng rồi, các bạn có thể chạy đến shop, chạy lại chúng tôi lấy hàng về và sau đó các bạn giao cho khách hàng của bạn luôn. Cho nên là các bạn gần như các bạn không có bỏ vốn nhiều, các bạn có thể bỏ 1-3 triệu là các bạn có thể kinh doanh được. Tuy nhiên sau một thời gian các bạn làm ăn lên thì cái số vốn nó khác nha các bạn, chứ còn 1-3 triệu là không đủ được nha, không đủ nha các bạn. Thì thứ hai nữa là cái mặt hàng về nước hoa, thì những mặt hàng này tôi cũng đang kinh doanh. Thì các bạn xem mặt hàng nước hoa về nước hoa Dubai các bạn, thì hiện nay mặt hàng này cũng khá nổi tiếng. Thì đối với mặt hàng này thì các bạn kinh doanh các bạn cần phải bỏ số vốn tầm 3-5 triệu, vì giá trị cái sản phẩm nó hơi cao. Cho nên khi các bạn đi, ví dụ như khách hàng của các bạn đặt hàng 4-5 cái size sản phẩm đi, thì các bạn phải bỏ ra khoảng 2-3 triệu các bạn đi lấy hàng về, sau đó các bạn đi giao cho khách hàng và các bạn thu tiền về, các bạn vẫn phải bỏ vốn. Và vốn các bạn là vốn gì, không phải là vốn để sản phẩm đâu, mà tiền các bạn chạy quảng cáo đó. Dù một ngày các bạn chạy quảng cáo khoảng 100.000, 200.000, vài chục ngàn cũng được, thì cũng đó gọi là cái số mà ban đầu các bạn chi ra. Thì theo như tôi ban đầu tôi kinh doanh về thời trang thì thực sự với các bạn là tôi bỏ vốn không có nhiều, gần như tôi cũng chẳng bỏ vốn như cả. Tôi lấy hình ảnh sau đó tôi chạy quảng cáo có khách hàng, bắt đầu tôi mới là đặt hàng và người ta sẽ giao hàng cho tôi và tôi đem hàng tôi giao cho khách hàng, tôi lấy tiền lại ngay lập tức. Cho nên gần như tôi cũng chẳng bỏ vốn nhiều, có 1-2 triệu là tôi có thể bắt đầu kinh doanh được rồi. Nếu như bạn muốn kinh doanh về mặt hàng thời trang hay nước hoa, bạn có thể liên hệ với tôi và lấy hình của tôi và đăng lên, có cái hàng bạn cứ chạy đến đây tôi sẽ cung cấp hàng cho bạn. Rồi tiếp theo nha các bạn, tôi chia sẻ tiếp theo cho các bạn là vấn đề về là tìm nguồn hàng thì chúng ta tìm ở đâu. Thì hiện nay các bạn có thể lên thị trường sỉ, ví dụ như cái website là thị trường sỉ này các bạn, các bạn có thể lên đây tìm thêm nhiều nguồn hàng nữa. Nhưng mà thường ví dụ các nhà bán sỉ trên đây á, thì khi họ phải bắt buộc các bạn lấy số lượng, ví dụ đầu tiên các bạn lấy khoảng mấy chục cái là cái số vốn của bạn tầm khoảng 1-2 triệu gì đó, tùy theo cái mặt hàng nha các bạn. Lên cái website thị trường sỉ này rất nhiều mặt hàng thời trang, nước hoa, mẹ bé, đồng hồ, phụ kiện rất nhiều. Các bạn có thể lên cái website thị trường sỉ và xem nha. Đây là website thứ nhất. Thứ hai nữa là các bạn có thể lên là Shopee, tức nghĩa là hiện nay Shopee cũng đang là phổ biến. Các bạn có thể lên Shopee này thì các bạn để tìm thêm cái nguồn hàng để về kinh doanh. Đây, rất nhiều nguồn hàng. Thì các bạn xem cái mặt hàng nào mà giá nó tốt, nó phù hợp với cái thị trường của các bạn mong muốn tới thì các bạn vào. Ví dụ như tôi lấy cái mặt hàng này để tôi tìm thử nha. Ví dụ như đồ bé trai đi, thì lên đây các bạn xem đồ bé trai có rất nhiều mẫu. Ví dụ các bạn thấy cái mẫu nào đẹp, ví dụ như cái mẫu này đẹp đi, rồi các bạn có thể chat với cái người mà bán hàng ở trên đây, chat với họ, có để lên thông tin các bạn có thể là họ có bán sỉ cho các bạn hay không. Nếu như họ bán sỉ thì các bạn bán sỉ, còn không thì thôi. Và ngoài ra còn rất nhiều nữa. Ví dụ như tôi có quen một cái shop thời trang mà bán đồ cũng cấp thấp, là thời trang B52. Thì ở đây thì cũng chuyên bán sỉ thôi. Mức giá sản phẩm đây thì có hai mức giá. Một cái sản phẩm là dạng loại thông thường có mấy chục ngàn một cái áo, và các bạn phải lấy về các bạn bán với chi phí rất là thấp. Ví dụ các bạn lấy 10 sản phẩm về có nhiêu, có 300 mấy, rất thấp. Cho nên là 1-2 triệu các bạn hoàn toàn các bạn có thể kinh doanh online được, không vấn đề gì cả. Không, các bạn thấy nè, giá nó rất là thấp. Thì các bạn có thể liên hệ với thông tin ở đây. Thì đây không phải là sản phẩm của tôi, cho nên các bạn có thể là liên hệ với cái số điện thoại bên dưới đây nè, nó có rất nhiều số điện thoại này, các bạn có thể liên hệ đây. Nếu các bạn có gặp khó khăn gì đó các bạn có thể báo với tôi ha, vì đây cũng là học viên của tôi ngày trước, cái đây cũng khoảng 3-4 năm rồi.
thì tôi cũng vẫn đang tương tác hỗ trợ cho bên thời trang bên năm 2 này. Rồi, tiếp theo nha các bạn, thì nếu như các bạn không vào những website này, các bạn có thể lên Google, ví dụ các bạn gõ là xưởng quần áo giá sỉ gì đó, quần áo giá sỉ chẳng hạn, thì rất nhiều xưởng cung cấp thời trang giá sỉ, các bạn có thể vào những cái website ở đây, các bạn xem giá sỉ vân vân rất nhiều, thì các bạn xem cái mặt hàng nào nó phù hợp với các bạn thì các bạn kinh doanh. Nhưng các bạn nhớ nha, đừng thấy người ta kinh doanh các bạn lại đi theo làm giống người ta, mà các bạn phải biết cái sản phẩm nào nó phù hợp với mình, lúc đó nó mới mang lại cái hiệu quả cho các bạn. Rồi, ở đây thì tôi xin chia sẻ tiếp cho các bạn. Ở đây nha, các bạn lưu ý nha, vốn là một phần rất nhỏ các bạn có thể linh hoạt được, nhưng điều quan trọng đó là sản phẩm của bạn. Sản phẩm của bạn mới là vấn đề quyết định. Ví dụ như bạn lấy một sản phẩm về, ví dụ bạn lấy một can nước về các bạn đi, mà cái sản phẩm này người ta không có nhu cầu thì gần như các bạn không thể bán được. Nếu như bạn nào cũng bán được hết tất cả các mặt hàng được hết thì xin thưa, ở Việt Nam mình không ai nghèo cả. Đối với tôi thì tôi không dám gió đâu nha. Tôi kinh doanh cho nên tôi hiểu là cần làm cái gì để có thể bán được hàng. Thì nhiều nơi chỉ cái đơn giản là lấy một hàng đi đăng lên Facebook, đi đăng lên website đi là bán được hàng. Đó là lối nghĩ hoàn toàn sai lầm. Đối với tôi khác. Vì đối với tôi là phải tìm được sản phẩm. Thứ nhất, nó phải nhu cầu thị trường nó có. Các bạn biết sản phẩm về Nokia lớn không? Rất lớn, marketing giỏi không? Rất giỏi, họ rất giỏi. Nhưng điều đơn giản đó là sản phẩm họ không phù hợp với thị trường hiện nay, cho nên họ thất bại và họ chuẩn bị quay lại. Tuy nhiên họ phải nghiên cứu thị trường người ta cần cái gì. Nếu như các bạn cứ cứng đầu nghe theo những cái buổi mà offline hội thảo gì đó, cứ đơn giản lắm thì các bạn thử làm đi các bạn biết, hoặc các bạn kêu những ông đó làm lấy sản phẩm bạn kinh doanh nữa coi, không bao giờ họ làm được. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và điều thứ ba nữa là marketing cho sản phẩm bạn thì dùng cái công cụ gì, ví dụ như hiện nay có Facebook, Google, YouTube, Zalo vân vân. Các bạn phải xác định được là các bạn nên kinh doanh online dựa vào cái kênh nào thì nó phù hợp với sản phẩm của các bạn, thì đó là cái điều cũng khá là quan trọng. Bạn có thể là comment để bên dưới, để lại thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn những kiến thức, hoặc bạn có thể lên Học viện Mo để tôi tư vấn cho bạn cách để các bạn kinh doanh online. Tôi tin rằng tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn làm được. Vì sao? Vì tôi cũng là người đang kinh doanh quần áo online. Ví dụ như tôi đang kinh doanh về cái sản phẩm áo thun chứ áo khoác. Đây, tôi cho các bạn xem nha. Đây, thì tôi cũng là người đang kinh doanh về cái sản phẩm này. Đây các bạn xem nha. Thì điều đơn giản đó các bạn, vì tôi hiểu được cái sản phẩm tôi đang kinh doanh và tôi biết cái sản phẩm này nó thị trường nó cần, cho nên khi tôi chạy quảng cáo rất là dễ. Còn nhiều người là không biết, cho nên là khi chạy quảng cáo cực kỳ khó. Đây các bạn, tôi đang kinh doanh sản phẩm này. Được chưa? Đây các bạn xem đây. Đây. Và đây là những hình ảnh, ví dụ như khi khách hàng nhận hàng rồi này, các bạn thấy không? Mình nhận được hàng rồi, đẹp lắm shop. Tức nghĩa là đây là một lời khách hàng nhận nhưng ok, cho nên họ mới là bắt đầu họ sẽ mua hàng tiếp. Ví dụ như đây, hàng tôi gửi hàng này. Đây các bạn rất nhiều nè, thấy không? Thì những khách hàng tôi đã nhận hàng rồi nè. Đó, cho nên các bạn mà muốn kinh doanh thì các bạn phải xem lại cái mặt hàng của bạn nó có phù hợp với thị trường hay không. Ok, hôm nay thì tôi chia sẻ cho các bạn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn. Nếu như bạn nào có thắc mắc hay là cần giải đáp, cần chúng tôi tư vấn cái gì đó thì các bạn vui lòng comment bên dưới thì để chúng tôi nhận được thông tin và chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.